Rồi, kính chào quý khách hàng. Thì hôm nay nhân tiện mình set up con van DB Aquatic S500 Pro gửi cho khách. Thì nhân tiện mình sẽ test thử 3 chế độ cho mọi người cùng nghe ha. Thì mình sẽ so sánh giữa cái chất tiếng của con DB Micro DB Aquatic DB 350 ha. Dòng này thì giá cửa hàng đang bán là 2 triệu rưỡi tặng cặp tặng bộ pin sạc Energizer trị giá 350.000 đồng ha. Và cái tiếng mic cho cái con thứ hai là Next M10 ha. Giá cửa hàng đang bán là chỉ trên dưới 3 triệu đồng ha mọi người. Tặng cũng tặng bộ pin sạc Energizer trị giá 380.000 đồng ha. Và tiếp theo là sẽ thử cái chất tiếng của dòng Micro Shure SV200 ha. Con này giá tại cửa hàng sẽ là 600.000 đồng ha. Con này là Shure chính hãng nha. Rồi, hiện tại thì mình đang set up ở 3 chế độ M1. M1 là Reverb, M2, Mode 2 sẽ là Eco, mode 3 sẽ là Eco Revert và những cái mode còn lại là tùy vào nhu cầu của khách hàng ha. Thì cái đầu đầu thu mic con trên này là DB 350, đầu này sẽ là M10 và cuối cùng con này sẽ là con van S500 Pro ha. Bây giờ mình sẽ thử chất tiếng của cái mode 1 trước nha mọi người. Mình sẽ dùng cái remote, mình sẽ bấm từ xa ha. Mode 1. Ok, mình đầu tiên mình sẽ thử là cái DB 350 nhé. 1 và sau đó là tiếng Next M10 nhé. 1 2 6 7 9 2 1 2 Và cuối cùng là Shure SV200 nhé. 1 2 6 7 9 2 Thì cái tiếng Shure 200 này có vẻ nó thật tiếng hơn ha. Nó ít xì xọt hơn ha. Nó rất là ấm, rất là trầm ha. 2 6 7 9 Thì mình có thể set ở trong con van này cho nó sáng thêm chút xíu, nhưng mà do mình dùng chung giữa ba cái con mic, mình cắm chung vào cái bọt nên mình không thể nào mình set cho con này thì được, set được con này thì mất con kia, set con kia thì mất con này ha. Thì mình sẽ set để cái mặt phẳng chung thôi ha. Rồi cứ cắm từng con vào mà set thôi. Thì tùy vào cái nhu cầu của khách hàng ha. Khách hàng muốn sáng, muốn ấm thì mình sẽ set ở trong này nó ấm một tí, sáng một tí ha. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử một cái bài cùng một lúc, sẽ là ba cái dòng mic, mình sẽ test mỗi dòng một một đoạn ha mọi người ha. Rồi để mình kéo cái máy thu nó xa ra để xem nguyên cái bài hát luôn cho nó tròn ha. Thì đầu tiên mình sẽ thử chất tiếng của con DB B350 nha mọi người. Mình sẽ hát thử một bài hát mang tên là Ngày Đó Xa Rồi ha, ở cái mode 1 là tức là cái mode reverb ha. Và sau này mình sẽ thử tiếp là cái dòng Next M10 cùng cái đoạn đó luôn ha. Mình sẽ tắt nó đi, mình sẽ mở M10 lên ha. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Xa nhau đã cách
ước mơ làm chi mong ngàn buồn chưa hỏi qua. Quê cũ ghi bao tình tôi nay đêm tràn ngập. Năm xưa tôi nhớ nơi này hoa một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta giọt bao tim trong cơn mê biết nói sao. Quê cố ghi bao tình
tôi bên tim tràn rằm. Mong ngày hiền hòa bên mái tranh. Alo, 1, 2. Rồi thì vừa rồi thì mọi người vừa nghe thử 3 chế độ ha. 1, 2, 3. 1 là reverb, 2 là echo, 3 là echo reverb. Tùy vào nhu cầu của khách hàng. Thì những khách hàng mà có nhu cầu mua sắm con vang số DB Acoustic Model là S500 Pro thì vui lòng liên lạc vào cửa hàng bên mình ha, theo số điện thoại và Zalo có đăng trên kênh, và hoặc truy cập vào trang web ttaudio.vn để biết thêm chi tiết nha mọi người. Thì đơn giá tại cửa hàng cũng như là đăng trên kênh YouTube là đơn giá chung ha. Những khách hàng mà có nhu cầu thực sự thì vui lòng liên lạc lại hoặc là Zalo cho mình, thì mình sẽ có những cái chế độ giảm giá ưu đãi phục vụ cho khách hàng nha mọi người. Thì tất cả các dòng micro bao gồm là Next M10 hoặc là DB350 thì cửa hàng của mình đang có chương trình là tặng pin sạc cộng sạc pin Energizer trị giá là 380.000 đồng nha mọi người. Chỉ có trong đợt mở cửa hàng đầu tiên này thôi nha, chỉ có 5 bộ thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này nhé.